nằm bé ngươi tuyết nhây đùa dưới tuyết rơi. Một bé ngã lăn làm đầu ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la dưới tuyết mẹ còn không được nhảy lon ton. Một bé ngươi tuyết nhảy đùa dưới tuyết rơi. Một bé ngã lăn làm đầu ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la dưới tuyết mẹ còn không được nhảy lon ton. Và bé ngươi tuyết nhây đùa dưới tuyết rơi. Một bé ngã lăn làm đau ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la dưới tuyết mẹ còn không được nhảy lon ton. Hai bé ngươi tuyết nhây đùa dưới tuyết rơi. Một bé ngã lăn làm đau ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la dưới tuyết mẹ còn không được nhảy lon ton. Một bé ngươi tuyết nhây đùa dưới tuyết rơi, làm bé ngã lăn và đau ngón chân, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la bé con lên giường và hãy ngủ đi thôi. Má lúng liếng, cằm trẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn Vân, Vân, Vân. Má lúng liếng, cằm trẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn Vân, Vân, Vân. Thật đáng thương, Humpty Dumpty anh ấy luôn bị ngã. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Bạn đã nghe về con nhện chưa? Nhện Incy Quincy đi lên trên cây vôi nước, và cơn mưa đen cuống trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời sơ sáng hong khô mọi cơn mưa rào, và nhện Incy Quincy tiếp tục lại leo lên vòi. Nhện Incy Quincy đi lên trên cây vôi nước, và cơn mưa đen cuống trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô một cơn mưa rào, và nhện Incy Quincy tiếp tục lại leo lên vòi.
in si quyên si đi lên trên cái vôi nực. Và cơn mưa đen cuồng trôi nhìn ta ra ngoài, mặt trời soi sáng hong khô mọi cơn mưa rào. Và nhìn in si quyên si tiếp tục lại leo lên vòi. Chiêu cũng tiếp tục nghe lắm. Lúc đó anh chắc liền nói và Chiêu hãy nắm tay anh và đứng dậy. Vui dẹp bụi đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Jack và Chiêu cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ, mang nước sạch trong bể cho mẹ yêu. Cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Jack bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Jack bắt đầu anh ấy với Chiêu. Nhìn thấy cô ấy cười to thì thấy chắc quấn qua trên đầu. Chiêu bị mẹ la nên đau thật đau, mới cười anh chắc đang khô đầu. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi, vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với túi to và cái nắp. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc không uống. Sáng mai sẽ quay lại với hóa đơn thanh toán. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi rồi, vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đem với túi to và cái nắp. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó. Rồi viết lên đây cho một viên thuốc thuốc. Xin chào các bạn nhỏ, hãy xây dựng một cái gì đó ngày hôm nay. Đến và thu thập hình dạng, đặt chúng lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chúng lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Trông nó tuyệt vời phải không, hãy làm một cái gì đó khác đi. Đến và thu thập hình dạng, đặt chúng lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chúng lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Đó là cách sáng tạo, chúng ta sẽ thử làm nhiều hơn. Đến và thu thập hình dạng, đặt chúng lại với nhau và thấy gì đó mới trông. Nó rất tuyệt phải không, hãy thêm điều gì đó. Đến và thu thập màu sắc, đặt chúng lại với nhau và thấy xung quanh chúng trông. Nó rất đẹp phải không, hãy xây và xây nhiều hơn. Đó là niềm vui sáng tạo, chúng ta hãy sớm làm điều gì đó một lần nữa. Tạm biệt. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con gà
E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích và gà kêu chích chích. Đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài chú chó già E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lợn này kêu ứng ứng và lợn kêu ứng ứng. Đây ứng kia ứng khắp mọi nơi ứng ứng. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con ngựa E-I-E-I-O. Người thì đi bên đây và người đi bên kia. Đây hi kia hi khắp mọi nơi hi hi. McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack và vịt kêu quack quack. Đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Mười bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Chín, chín. Và trên bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Tám, tám. Có tám bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bảy, bảy. Có bảy bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Sáu, sáu. Còn sáu bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Năm, năm. Còn năm bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bốn, bốn. Có bốn bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ba, ba. Có ba bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Hai, hai. Có hai bàn trên giường và một bàn lát to.
lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Một, một. Và một bạn trên giường và bạn lại la to. Chúc ngủ ngon.